Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Nhập Bất Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện thứ 40. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của Đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và Thiện Tài rằng: Này Thiện Nam Tử, công đức của Như Lai, giả sử cho tất cả các đức Phật ở mười phương trải qua số kiếp nhiều như cực di trần trong bất khả thuyết cõi Phật, diễn nói không ngừng, cũng không thể trọn hết được. Nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu 10 điều hạnh nguyện trọng lớn. Những gì là 10 điều? 1 là lễ kính các đức Phật. 2 là khen ngợi Đức Như Lai. 3 là rộng sám đồ cúng dường. 4 là sám hối các nghiệp chướng. 5 là tùy hỷ các công đức. 6 là thỉnh Đức Phật thuyết pháp. 7 là thỉnh Đức Phật ở lại đời. 8 là thường học đòi theo Phật. 9 là hằng thuận lợi chúng sanh. 10 là hồi hướng khắp tất cả. Thiện Tài bạch rằng: Đại Thánh, lễ kính như thế nào cho đến hồi hướng như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: Này Thiện Nam Tử, nói lễ kính các đức Phật là như vậy. Bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn, nhiều như số cực di trần trong cõi Phật khắp pháp giới hư không giới mười phương ba đời, tôi do nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền thâm tâm tính giải như đối trước mắt, đều dùng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh thường tu hành lễ kính, nên mỗi đức Phật đều quá hiện thân nhiều như số cực di trần trong bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi thân đều khắp lễ kính các đức Phật nhiều như số cực di trần trong bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không kia hết, sự lễ kính của tôi mới hết. Nhưng cõi hư không chẳng cùng tận, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Nhận đến cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng sanh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt. Nhưng cõi chúng sanh cho đến phiền não chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này Thiện Nam Tử, nói khen ngợi Đức Như Lai là như vậy. Bao nhiêu số cực di trần trong cõi nước khắp cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực di đều có các đức Phật nhiều như số cực di trong tất cả thế gian, nên mỗi đức Phật đều có rất đông Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi phải trọn dùng sức thầm thâm thắng giải tri kiến hiện tiền, đều dùng lưỡi di diệu hơn miệng tài thiên nữ, mỗi lưỡi phát xuất vô tận âm tinh hải, mỗi âm tinh diễn xuất tất cả ngôn từ hải, khen ngợi các công đức hải của tất cả Đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vị lai nối luôn không dứt, khắp cả pháp giới không sót chỗ nào. Như vậy hư không giới, chúng sanh giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đều dứt, chúng sanh phiền não đều hết, thời sự khen ngợi công đức chư Phật của tôi đây mới cùng tận. Nhưng cõi hư không kia cho đến phiền não của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này Thiện Nam Tử, nói rộng sám đồ cúng dường là như vậy. Bao nhiêu số di trần trong khắp cõi Phật cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực di trần đều có chư Phật như số cực di trong tất cả thế giới, nên mỗi đức Phật có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi dùng sức hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà khởi lòng tính giải rất sâu và hiện tiền tri kiến, đều đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội của Phật, như là mây hoa, mây tràn hoa, mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lòng cõi trời, mây y phục cõi trời, các thứ hương trời, hương xoa, hương đốt, hương bột, các thứ mây trên đây thảy đều nhiều hơn như núi Tu Di. Lại thắp các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn dầu,
các thứ đèn dầu thơm, mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di. Dầu trong đèn như nước bể cả. Đem các thứ đồ cúng dường như trên để thường cúng dường. Thiện nam tử, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Thiện nam tử, như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/100000. Kuchina Yotha, 1 phần Kala, 1 phần Toán, 1 phần Số, 1 phần Dụ cũng chẳng bằng 1 phần Upanishada. Vì sao? Vì các Đức Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các Đức Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì trọn nên sự cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là cúng dường. Nên pháp cúng dường là sự cúng dường rất rộng lớn hơn tất cả. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự cúng dường của tôi mới cùng tận. Nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận, nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng là như vậy. Bồ Tát tự nghĩ, tôi từ vô thủy kiếp về quá khứ, do lòng tham lam, giận dữ, ngu si, khiến thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này mà có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nay tôi đem trọn cả 3 nghiệp trong sạch đối trước các Đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực di trần cõi nước trong pháp giới, thành tâm sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới pháp, trong sạch đầy đủ công đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, thì sự sám hối của tôi mới cùng tận. Nhưng hư không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý 3 nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói tùy hỷ công đức là thế này. Bao nhiêu Đức Phật như số di trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới 10 phương 3 đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng nhất thiết trí mà siêng tu cõi phước chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp như số cực di trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đầu mắt tai chân vân vân, nhiều như số cực di trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các môn ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, trọn nên quả vô thượng Bồ Đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn phân chia xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả. Đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả 10 phương thế giới kia có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mảy trần, tôi đều tùy hỷ. 10 phương 3 đời tất cả các vị thanh văn bích chi Phật hữu học và vô học có bao nhiêu công đức, tôi đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hành cần khổ khó làm, chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng Bồ Đề công đức rộng lớn, tôi đều tùy hỷ. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự tùy hỷ của tôi đây không có cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, 3 nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói thỉnh Đức Phật thuyết pháp là thế này. Trong số cực di khắp hư không pháp giới 10 phương 3 đời tất cả cõi Phật, mỗi cực di đều có cõi Phật rộng lớn, nhiều như số cực di trong bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi trong một niệm đều có tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác, số đông như số cực di trong bất khả thuyết cõi Phật, tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp vây quanh. Tôi đều đem thân khẩu ý 3 nghiệp dùng những phương tiện ân cần khuyên mời tất cả Phật nói pháp nhiệm màu. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, tôi luôn khuyên mời tất cả các Đức Phật chuyển pháp luân chân chánh không cùng tận,
Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhà mỏi. Lại này Thiện Nam Tử nói, thỉnh Phật ở lại đời là như vậy. Các đức Như Lai như số cực di trong tất cả cõi Phật, khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, toàn muốn thị hiện nhập Niết Bàn, cùng các Bồ Tát Thinh Văn, Duyên Giác, Hữu Học, Vô Học, cho đến tất cả các bậc thiền tri thức, tôi đều khuyên mời xin đừng nhập Niết Bàn. Xin ở lại đời, trải qua số kiếp như di trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên mời của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này Thiện Nam Tử nói, thường học tập theo Phật là thế này. Như đấng Tỳ Lô Giá Na Phật ở cõi ta bà đây, từ khi mới phát tâm tinh tấn không trễ lui, đem bất khả thuyết thân mạng ra mà bố thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, chích máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi Tu Di. Vì tôn trọng chánh pháp nên Phật không tiếc thân mạng, huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, giường, rừng, vân vân. Cùng thực hành bao nhiêu hạnh khó làm khác, dẫn đến ngồi dưới cây thành quả đại bồ đề, thị hiện các thứ thần thông, khởi các sự biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội, hoặc ở trong chúng hội đạo tràng của các vị đại bồ tát, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thinh Văn, Duyên Giác, hoặc ở trong đạo tràng của Chuyển Luân Dương, các vị tiểu dương cùng quyến thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội cư sĩ, trưởng giả, bà la môn cùng sát đế lợi, dẫn đến hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Thiên, Long, Bát Bộ, Nhân, Phi Nhân, vân vân. Ở trong các chúng hội như vậy, dùng tiếng viên mãn như đài lôi chấn, dùng theo căn tánh của mỗi hạng mà giáo hóa cho chúng sanh đều được thành thục, dẫn đến thị hiện nhập Niết Bàn. Cả thảy hành đức như thế tôi đều học tập theo. Như đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hiện nay, các đức Phật Như Lai như số di trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời cũng như thế ấy. Trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm mỏi. Lại này Thiện Nam Tử nói, hàng thuận lợi chúng sanh là như vậy. Bao nhiêu chúng sanh say khác trong tất cả cõi ở mười phương pháp giới hư không giới, chính là những loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, các loài đương nơi chất tứ đại mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh. Các giống sanh loại, các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong các thôn dinh, thành ấp, cung điện, dẫn đến tất cả thiên, long, bát bộ, dân, phi nhân, vân vân. Loài không chân, loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tâm tưởng, loài không tâm tưởng, loài chẳng phải có tâm tưởng, chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy, tôi đều tùy thuận tất cả mà thực hành các sự dân thờ, cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A-la-hán, dẫn đến như Đức Như Lai đồng nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu là kẻ có bệnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi vì họ mà làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của báo. Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy. Vì sao thế? Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh thì chính là tùy thuận cúng dường cái Đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh thì chính là tôn trọng và thừa sự các Đức Như Lai. Nếu làm cho chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả Như Lai vui mừng. Vì sao thế? Vì các Đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm thể, nhân nơi chúng sanh mà sinh lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân nơi tâm bồ đề mà thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như giữa chốn sa mạc có cây thọ dương to lớn, nơi gốc cây ấy được nước rưới nhuần thì cành lá hoa quả thảy đều xum xuê tươi tốt.
cây thọ dương bồ đề ở chốn sa mạc sinh tử rộng lớn cũng như vậy. Tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả, dùng nước đại bi đượm nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ và kết thành quả Phật toàn giác. Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Cho nên quả Bồ đề thuộc về chúng sanh. Vì nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không thể thành đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Này thiện nam tử, ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế. Bởi đối với chúng sanh mà tâm bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đầy đủ hoàn toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh thì có thể thành tựu pháp cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy thuận chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử, nói hồi hướng khắp tất cả là như vậy. Từ sự kính lễ ban đầu dẫn đến tùy thuận, có bao nhiêu công đức thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ. Muốn thực hành pháp ác thảy đều không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở bày đường chánh nhân thiên niết bàn. Nếu các chúng sanh nhân gì trước kia chứa nhóm các nghiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ, tôi đều chịu thế cho, khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tu hành hồi hướng như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi đây vẫn không cùng tận. Niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi. Này thiện nam tử, ấy là 10 điều nguyện lớn đầy đủ viên mãn của Đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi 10 điều nguyện lớn này mà tùy thuận tu hành thì có thể thuần thục tất cả chúng sanh, thì có thể tùy thuận đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì có thể trọn đủ các hạnh nguyện hải của các ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Này thiện nam tử, do cửa ấy ở nơi các nghĩa trên đây, ông nên hiểu biết như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng 7 món báo thượng diệu và đồ an đạt tối thắng của nhân thiên, rất diệu đến nỗi đầy dẫy tất cả thế giới như số cực di trong vô lượng vô biên bất khả thuyết cõi Phật khắp 10 phương, đem bố thí cho bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cả cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong ngần ấy thế giới, trải qua vô số kiếp như số cực di trong ngần ấy cõi Phật nối luôn không dứt, cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức? Đem sánh với công đức của người một phen nghe 10 điều nguyện dương này thì công đức trước không bằng 1%, không bằng 1/1000, nhẫn đến cũng không bằng 1 phần Upanishada của công đức nghe kinh này. Hoặc có người dùng lòng tin sâu chắc ở nơi 10 điều nguyện trọng lớn này, thọ trì đọc tụng cho đến biên chép một bài kệ 4 câu thì sớm có thể dứt trừ được 5 nghiệp vô gián, cả thảy thân bệnh, tâm bệnh, khổ não trong thế gian, cho đến tất cả các ác nghiệp nhiều như số cực di trong cõi Phật đều được tiêu trừ. Tất cả các quân ma, quỷ già xoa, quỷ la sát hoặc quỷ cưu bàn trà, tỳ xá xà, bộ đa, vân vân, các quỷ thần hung ác uống máu ăn thịt thảy đều lánh xa. Hoặc nếu có gần quỷ thì là hạng phát tâm theo hộ trì. Vì thế nên nếu người trì tụng nguyện này thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt trăng giữa lừng ra khỏi mây mù. Các đức Phật Bồ Tát đều khen ngợi, tất cả hàng nhân thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này trọn được thân người đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân di diệu đủ 32 tướng đại trường phu. Nếu sanh ở cõi người hay cõi trời thì thường ở dòng cao quý, trọn có thể phá hoại tất cả đường ác, trọn có thể xa lìa tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục tất cả ngoại đạo, trọn có thể giải thoát tất cả phiền não, như sư tử dương dẹp phục bầy thú, kham lãnh thọ sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Lại người này lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả quay thế đều thối thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài,
voi ngựa, xe cộ, trân bảo, kho dụng, vân vân, tất cả đều không đem một món nào theo được. Chỉ có 10 nguyện dương này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi Cực Lạc. Đến Cực Lạc rồi liền thấy Đức A Di Đà Phật cùng các ngài Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Các vị Bồ Tát này sắc tướng đoan nghiêm, công đức đầy đủ, chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ người ấy tự thấy mình gá sanh nơi Hoa Sen Báo, được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp, khắp cả mười phương bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới, dùng sức trí huệ tùy theo tâm của chúng sanh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi Bồ Đề Đạo Tràng, hàng phục quân ma, thành bậc đẳng chánh giác, giảng nói pháp màu di diệu, có thể làm cho chúng sanh trong những cõi Phật như số cực di trần đều phát tâm Bồ Đề, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dạy dỗ cho thành thục, nhẫn đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn. Này thiện nam tử, các chúng sanh kia hoặc nghe hoặc tin nơi nguyện dương rộng lớn này, rồi thọ trì độc tụng và giảng nói cho người nghe. Công đức của chúng sanh kia chỉ có Đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu thấu. Vì thế nên những người được nghe 10 điều nguyện dương này chớ sinh lòng nghi ngờ, nên phải lãnh thọ. Thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc, tụng thuộc rồi nên gìn nhớ luôn, cho đến biên chép vì người mà giảng nói. Những người như vậy, trong một niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, được phước vô lượng vô biên, có thể ở trong biển khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến chúng được giải thoát, đều được giảng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nói lại nghĩa ấy, ngài quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: tất cả chư Phật trong ba đời ở nơi thế giới khắp mười phương, tôi đem thân ngữ ý trong sạch khắp lại chư Phật không hề sót, sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, phân thân hiện khắp trước Như Lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật, sát trần Phật ở trong một trần, đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát, vô tận pháp giới cũng như vậy, sâu tinh chư Phật đều đầy đủ. Tôi đều dùng tất cả âm thanh khắp thổ vô tận lời nói hay, tột tất cả kiếp thuở Vị Lai, khen công đức sâu dày của Phật, sấm đồ rất đẹp nào tràn qua, kỹ nhạc hương qua cùng tàn lòng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, tôi dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục, các thứ hương, phấn hương, hương sông cùng đèn đuốc, mỗi món đều như núi Tu Di, tôi đem cúng dường các đức Phật. Do nơi tâm khán giải rộng lớn, sâu tinh tất cả Phật ba đời, sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, khắp đem cúng dường các đức Phật. Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác, đều vì ba độc tham sân si, từ thân khẩu ý mà gây nên. Tất cả nay tôi đều sám hối. Vô lượng công đức của chư Phật, của Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, hữu học vô học cùng chúng sanh, tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Các đấng soi đời khắp mười phương vừa mới chứng nên đạo chánh giác, tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh chuyển xe chánh pháp diệu vô thường. Chư Phật, nếu muốn nhập Niết Bàn, tôi xin thành tâm đều mời thỉnh, cuối mong ở lại lâu trong đời, cho chúng sanh được nhờ lợi lạc. Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường, khen ngợi thỉnh pháp, mời trụ thế, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sanh cùng đạo Phật, tôi nay theo học với Như Lai, tu tập viên mãn hạnh phổ hiện, cúng dường chư Phật về quá khứ, cùng với mười phương hiện tại Phật, Vị Lai tất cả thiên nhân sư. Hết thảy tâm nguyện đều viên mãn, nguyện theo học khắp ba đời Phật, mau chứng nên quả đại Bồ Đề. Cả thảy cõi cùng khắp mười phương, rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp, chúng hội vây quanh các Như Lai, đều ở dưới cội Bồ Đề thọ. Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương, nguyện lìa lo khổ thường an lạc, đều được lợi ích chánh pháp màu, dứt hết phiền não không còn thừa. Khi tôi vì Bồ Đề mà tu, trong các loài đều biết túc mạng, thường được xuất gia tu định giới, không nhơ không lỗi cũng không hư. Trời trồng giả xoa bàn trà quỷ, nhẫn đến loài người cùng phiên nhân, tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng các tiếng tâm nói pháp, siêng tu ba la mật trong sạch, tâm Bồ Đề hằng dình không mất, dứt trừ chướng nhơ không để thừa,
tất cả hạnh màu đều thành tựu. Ở nơi các hoặc nghiệp cảnh ma, trong dòng thế gian được giải thoát, cũng như hoa sen không dính nước, khác nào nhật nguyệt chẳng dừng không. Dứt hết tất cả khổ ác đạo, khắp đồng ban vui cho quần chúng. Như thế trải qua vô số kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. Tôi thường tùy thuận các chúng sanh, cùng tận tất cả vị lai kiếp, hàng tu hạnh lớn của Phổ Hiền, viên mãn quả Bồ Đề vô thượng. Những người cùng tôi đồng một hành, cầu tất cả chỗ chung nhóm hợp, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau. Hết thảy hạnh nguyện cùng tu học, các thiện tri thức lợi ích tôi, vì tôi chỉ bày hành Phổ Hiền. Nguyện cùng tôi thường chung hội hợp, đối với tôi lòng luôn quan hỷ. Nguyện thường diện kiến các Di Lai và hàng Phật tử vây quanh Phật, tôi đều sửa sang cúng dường lớn. Tột thuở vị Lai không nhà mỏi, nguyện gìn pháp màu của Như Lai, rõ bày cả thảy hạnh Bồ Đề, rút ráo thanh tịnh hạnh Phổ Hiền, trọn kiếp vị Lai thường tu tập. Tôi ở trong tất cả các cõi, tu phước vô tận, trí vô tận, định huệ phương tiện và giải thoát, được những tạng vô tận công đức. Trong một trần có trần số cõi, mỗi mỗi cõi có năng tư Phật, mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội, tôi thấy hàng giảng hạnh Bồ Đề. Khắp hết mười phương các cõi nước, mỗi đầu lông đủ có ba đời. Phật cùng quốc độ số vô lượng, tôi khắp tu hành trải trần kiếp. Lời của Như Lai đều thanh tịnh, một lời đủ cả các âm thanh. Theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích, biện tài của Phật đều ban khắp. Tất cả chư Phật trong ba đời dùng những ngữ ngôn vô tận kia, hàng chuyển pháp màu rất lý thú, nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ. Tôi hay thâm nhập đời vị lai, tất cả kiếp thâu làm một kiếp. Hết thảy những kiếp trong ba đời, làm khoảng một niệm tôi đều nhập. Trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đấng nhân sư tử, cũng thường vào trong cảnh giới Phật, như quyển giải thoát và quay lực, trong các cực di đầu sợi lông, xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở, mười phương trần sát các đầu lông, tôi đều thâm nhập đến nghiêm tịnh. Vị lai các đấng chiếu thế đăng, thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh, Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt, tôi đều đến gần để hầu hạ. Sức thần thông rộng khắp chóng mau, sức phổ môn khắp nhập đại thừa, sức trí hạnh khắp tu công đức, sức quay thần từ bi khắp che, sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh, sức trí huệ không trước không trệ, sức định huệ phương tiện quay thần, sức khắp hay chứa đạo Bồ Đề, sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành, sức sâu dẹp tất cả phiền não, sức hàng phục tất cả loài ma, sức viên mãn các hạnh Phổ Hiền, khắp hai nghiêm tịnh các cõi nước, giải thoát cho hết thảy chúng sanh. Khéo hai phân biệt các pháp màu, có thể sâu vào biển trí huệ, khắp tu thanh tịnh các công hạnh, các ký nguyện thảy đều viên mãn, gần gũi cúng dường các đức Phật, tu hành vô lượng kiếp không mỏi. Tất cả Như Lai trong ba đời, những hạnh nguyện Bồ Đề tối thắng, tôi đều cúng dường tu tập đủ, dùng hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Đề. Tất cả Như Lai có trưởng tử, danh hiệu Ngài là Đức Phổ Hiền, tôi nay hồi hướng các căn lành, nguyện các trí hạnh đều đồng đó, nguyện thân khẩu ý hằng thanh tịnh, công hạnh cõi nước cũng trong sạch. Trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền, nguyện tôi cùng Ngài đều đồng đẳng, vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền. Các nguyện lớn của văn thù sư lợi, trọn sự nghiệp kia không thừa sót, đến kiếp vị lai hằng không mỏi, tôi tu các hạnh đều vô lượng, được các công đức cũng không lường, an trụ trong những hạnh vô lượng, suốt thấu tất cả sức thần thông, sức trí mạnh mẽ các gian thù, huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy. Tôi nay hồi hướng các căn lành, thường theo các ngài mà tu học, chư Phật ba đời luôn khen ngợi, những nguyện rộng lớn khó sánh bằng. Tôi nay hồi hướng các căn lành, để được Phổ Hiền hạnh thù thắng, nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được giảng sanh cõi cực lạc. Tôi đã giảng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả thảy tròn đủ không thừa thiếu, lợi lạc tất cả các chúng sanh. Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra, thấy thân Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi quá vô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp mười phương, khắp lợi tất cả chúng sanh giới, nhận đến hư không thế giới tận, chúng sanh nghiệp và phiền não tận. Nhưng bốn pháp ấy không cùng tận, nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận, cõi nước vô biên khắp mười phương, trang nghiêm các báo cúng dường Phật, sấm đồ an lạc thí trời người,
trải kiếp di trần luôn cúng thí. Nếu có người nên nguyện dương này, một phen nghe liền sanh tính kính, mong cầu khát ngưỡng quả bồ đề, được công đức nhiều hơn tài khí. Nhờ đây thường xa các bạn ác, thoát khỏi tất cả ba đường dữ, mau thấy Đức Phật vô lượng quang, đầy đủ nguyện phổ hiền tối thắng. Người này thọ mạng được lâu dài, trong loài người ở bậc tôn quý, người này không lâu sẽ trọn nên công hạnh như Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày trước do vì không trí huệ, tạo ra năm nghiệp vô gián ác. Chuyên tụng nguyện dương Phổ Hiền này, tất cả tội ác mau tiêu diệt. Sinh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt, trí huệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi, mau đến cội bồ đề thọ dương, ngồi an hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác nói pháp màu, khắp lợi tất cả các hàm thức. Nếu người ở nơi mười nguyện này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật mới biết được, quyết định sẽ được đạo bồ đề. Nếu người tụng nguyện Phổ Hiền này, tôi nói chút ít phần căn lành, trong một niệm thảy đều viên mãn, thành tựu chúng sanh nguyện thanh tịnh. Hạnh Phổ Hiền thù thắng của tôi, phước lớn vô biên đều hồi hướng, khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm, mau sanh cõi Phật vô lượng quang. Lúc ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát ở trước Đức Như Lai nói bài kệ hạnh nguyện thanh tịnh trọng lớn rồi, Thiện Tài đồng tử vui mừng vô lượng, các Bồ Tát cũng đều hoan hỷ. Đức Như Lai khen rằng: lành thai, lành thai. Bấy giờ lúc Đức Thế Tôn cùng hàng thánh chúng Đại Bồ Tát diễn nói pháp môn thù thắng cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị như vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị Đại Bồ Tát và 6.000 thầy tỳ kheo của ngài giáo hóa. Đức Di Lặc Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị Đại Bồ Tát ở hiền kiếp. Đức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát đứng đầu các bậc nhất sanh trụ quán đảnh vị Bồ Tát, cùng với các vị Đại Bồ Tát đông như số di trần trong các thế giới ở mười phương, khắp đồng đến nhóm hội. Trong hàng Đại Thanh Văn thì có ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, ngài Đại Bồ Kiền Liên vân vân làm thượng thủ, cùng những hàng trời người, các bậc chúa tể trong đời, Bát Bộ, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân vân vân. Tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui mừng, đồng tín thọ phụng hành. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm trọn bộ.